Hai, xin chào mọi người. Đây là một cái khay đá mà mình thấy đang được bán rất là nhiều đơn. Và hôm nay thì mình quyết định lấy về một cái để sử dụng và chia sẻ với mọi người. Cái này thì nó bằng silicon và nó có thể là một lúc là 21 viên đá. Rồi, sau khi rót nước vào thì mọi người lưu ý, ở đây nó có một cái vạch để cảnh báo. Đó, mọi người chỉ rót nước đầy, đó, vừa qua cái vạch này thôi. Thì khi mà để như vậy thì tất cả các ô nó sẽ đều nước ra. Đó. Sau vài giờ để tủ đông thì bây giờ nước đá nó ra đặc. Đó. 21 viên tổng cộng. Đó, mọi người thấy đặc đều luôn. Và cái này nó đặc biệt là nó có một cách lấy đá cũng khá là hay. Bây giờ ở đây là cái hộp luôn, đúng không? Mọi người chỉ cần đẩy cái hộp này xuống. Đó. Đẩy xuống thì những cái viên đá nó sẽ rớt xuống cái hộp này, hộp lớn này. Bây giờ đá nó đã được giữ trong cái bình này. Ở đây chúng ta tháo cái nắp ra. Đấy. Rất là dễ. Tháo nắp ra và chúng ta đổ đá ra ngoài. Tóm lại, với một cái sản phẩm mà độ hoàn thiện khá tốt, lại dễ dàng sử dụng và giá chưa tới 110 ngàn thì đây là một cái khay đá rất đáng mua mọi người nha. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại.